Chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho mọi người các loại búa và đục của hãng Total nha. Thì trên bàn của tôi đây là nó có là búa búa nhổ đinh, búa đầu tròn, búa cao su, các đục của hãng Total nha. Trước tiên giới thiệu từng cái nha. Thì trước tiên đây là cái búa búa của hãng Total. Rồi mọi người chờ xíu, lại có điện thoại nữa rồi. Rồi tiếp người ha, đây là búa cao su nhổ đinh, búa nhổ đinh ha, cán bằng cao su nha, cán bằng nhựa chứ là lọc, cán bằng nhựa ha, bọc cái lớp này bọc bằng cao su ha, cầm rất là chắc tay, hãng Total được cái làm rất là đẹp ha. Trên đây đốt này bằng thép carbon ha, đó carbon này size nhỏ, này size lớn. Xe lớn thì cái đầu này nó sẽ là 450 gram, nó nặng đó. Người ta tính theo cái đầu búa nó nặng đó, 450 gram ha. Tay này vẫn là bằng bằng nhựa ha. Đầu này vẫn đúc. Hãng Total làm rất là đẹp ha. Cầm rất là chắc tay, này gõ đinh, nhỏ đinh thì nhỏ nhỏ thì cũng bình thường thôi. Đừng có đem đi đập bê tông là được rồi. Cầm rất là đã ha. Rồi kế tiếp. Đây là búa đầu tròn. Đó, búa này nặng. Đầu này là 450 gram, đầu to đó. Cán thì cũng làm bằng cán nhựa. Cán này cũng làm bằng cán nhựa ha, đầu tròn. Đó. Rồi, kế tiếp là búa cao su. Mấy cái này nó đã nè. Cái búa này thiết kế đầu cao su này á, là cái đầu cao su cứng. Ha. Thằng Total được thiết kế là đầu cao su nó cứng, ta gõ. Gõ là nó xuống luôn chứ nó không có dội lên như mấy hàng chợ. Ví dụ mấy cái hàng mà chợ mà trời chúng ta gõ là nó tưng, gõ xuống là nó tưng lên. Còn này gõ là nó xuống luôn á. Ví dụ chúng ta cần gõ gạch ha, khi mà lát gạch thì người ta cần gõ vậy đó, chúng ta dùng gõ xuống. Cao su này cứng nha. Đó. Rất là bền, hàng này rất là chắc, rất là bền đó. Ha. Rất là đẹp. Dùng ốp lát gõ là ok, gõ nó không bị dội ngược lên đó ha. Cái tiếp búa cao su này cũng vậy, hàng này hàng lớn. Cái búa cao su này thì cũng để chúng ta để lát gạch đó ha, lát gạch gì chúng ta gõ nó sẽ xuống luôn, nó không có bị dội ngược lên giống như là các búa ở ngoài hàng hàng chợ ha, nó không giống vậy. Cao su này cầm rất là cứng ha, bóp rất là cứng chứ nó không có độ dẻo giống như kia, nên chúng ta lát rất là ok. Tại hiện tại trên thị trường có những cái búa cao su ngoài nó rẻ tiền, nó chúng ta mua nó gõ nó không xuống mà nó dội ngược cho lên không, thì cái những cái búa này nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó ha. Rồi giới thiệu cái tiếp cho mọi người là đục ha. Đây là hai cái đục size, cái này là size 250. 250 là tính từ cái đường này nè cho tới cái đầu này là 250 ha. Là hai cái này cùng size 250 hết, nhưng mà có cái đầu nhọn đầu bằng, cái nào này đầu nhọn này đó làm rất là nhọn bén à, đầu đầu nhọn nè đó, đầu đầu bằng nè à, đầu đầu nhọn, đầu nhọn đó. Nó thiết kế dạng này là tránh tránh trường hợp ta gõ vô cái tay nó chỉ rớt rớt vào đây thôi, chứ không có gì vô cái tay được đó. Những hàng công nghiệp làm rất là tốt, đóng chữ to to trên trên. Nhựa này cũng là cao su dạng cứng, cứng mà nó không giòn nha mọi người à, nên gõ không sao đâu à. Đó, hàng công nghiệp rất là đẹp. Thì cái tiếp hai cái này nó cũng là đục mà nó dài hơn chút xíu. Cái này nó dài tới 3 tấc à, từ đầu này tới đầu này là 3 tấc. Thì cũng giống nãy, nó cũng có cái nhò tròn và cái dẹp đó ha. Hàng của tôi cầm rất đã tay, này đi đục, mọi người đi đục đồ ha, không có sợ gì hết, nhắm mắt đục cũng được, lỡ có hụt nó vô đây nó không, nó không có vô tay mà sợ ha. Rồi tất cả những hàng này mới về nên chưa có giá ha, có gì mọi người liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.